Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của ngôi sao sân khấu nam nghệ sĩ Trương Nhất Sang. Một tràng vỗ tay quý vị. Bây giờ Thái Điền xin đổi nhạc cao nghe, mời Sơ Gâu lên đợn bài ơi. Anh Sơ đâu ơi? Mời Sơ Gâu lên đợn một bài. Sang hát sang. Sơ chín ngón lên hát rồi. Và đêm nay cũng là ngày sinh nhật của nhạc sĩ Mạnh Cương. Và Nhân Sang cũng xin gửi đến cho tất cả quan khách và tất cả anh em buổi tiệc nay ba câu vọng cổ xuân đất khách. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Con chim sắt đã lao mình trong khói trắng, bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly hương. Tôi đứng đây để mà nhớ mà thương, mà chờ đợi ngày về trong mộng. Không tiện đưa ai bởi không có ai để mình đưa tiền. Thế sao những buổi chiều mưa lạnh tôi lại đến nơi đây để nhìn phi cơ cất cánh rồi khuất dần trong khói trắng sương mù. Phải chẳng nhớ quê hương trong đời ngày về, kẻ về khấn tay chào người ở lại, kẻ nhẹ nhàng nhấc giỏi hành trang. Nghe họ chúc nhau câu thường lộ bình an, tôi nghe lệ rưng rưng từng giọt chảy trong hồn. Vội gục đầu cúi mặt quay lưng để cố gắng đôi dòng nước mắt. Một lần đi khó thể quay về, làm kẻ ly hương tháng đợi năm chờ. Khối phi cơ đã tan dần trong mây trắng, sao tôi vẫn còn đứng lặng nhìn theo một đàn chim vỗ cánh bay mau. Trời u dột như nỗi sầu lớn tư, tôi muốn mượn cánh chim gửi về nơi đất mẹ những tâm sự buồn cho một kẻ lìa quê. Thank you.
xuân đất khách lạnh lùng mưa tuyết đổ, đâu phải xứ quê nhà mà cây cỏ xơ xơ. Ôi biết bao giờ thấy lại cảnh xuân xưa, ngày về quê cũ dần nay lần mai lừa. Xuân năm trước hẹn mùa xuân tới, xuân năm này hẹn đến xuân sau. Âm thầm năm tháng qua mau, xuân này đến nữa là bao xuân rồi. Giao đường lạnh lẽo đứng trơ vơ, dài chiếc lá giạt giờ bay trước gió. Tuyết bay trắng xóa chân cầu, mùa xuân đắng khát ai sầu hơn ai. Và xin cảm ơn những kênh quà thân thương. Cảm ơn ngôi sao sân khấu Trương Nhất Sang, cảm ơn rất là nhiều.